Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Jennifer Lopez mới đây đã bất ngờ đổi avatar thành màu đen và xóa thông tin trên tài khoản mạng xã hội mà cô sử dụng. Hiện tại, nữ ca sĩ chưa có bất kỳ phản hồi nào về vấn đề này. Theo People, các tài khoản mạng xã hội của Jennifer Lopez đều chuyển ảnh đại diện sang màu đen. Riêng tài khoản Instagram của cô đã xóa tất cả bài viết. Tài khoản Instagram của giọng ca On The Floor có số lượng người theo dõi cao nhất với 226 triệu tài khoản. Các tài khoản Twitter và TikTok có 45,5 triệu và 15,4 cũng đổi ảnh đại diện bằng ảnh đen, nhưng bài đăng vẫn được giữ nguyên. Hiện tại, cả nữ ca sĩ và người đại diện chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này. Jennifer Lopez là nghệ sĩ duy nhất khi có cả tác phẩm điện ảnh The Wedding Planner và album âm nhạc Jello đều đứng đầu các bảng xếp hạng vào năm 2001. Năm nay, giọng ca We Are One trở thành nghệ sĩ gốc Latin đầu tiên nhận được giải thưởng thế hệ tại Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình MTV 2022. Bộ phim Decision to Live do diễn viên Thang Duy và Park Hae-in đóng chính được giới chuyên môn đánh giá cao ở cuộc đua phim quốc tế của giải thưởng Oscar 2023. Mới đây, trang Variety đăng tải bài viết cập nhật danh sách dự thi gồm 92 tác phẩm ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần 95 diễn ra vào đầu năm sau, trong đó Decision to Live của Hàn Quốc là một trong những hạt giống hàng đầu. Tác phẩm do nhà làm phim Park Chan-wook chỉ đạo từng gây chú ý khi thắng giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5. Bộ phim kể về mối tình giữa thanh tra Hae-jun và nghi phạm giết người Seo-rae, mang đậm phong cách của Park Chan-wook, đạo diễn nổi tiếng với các tác phẩm Old Boy, The Vegan Trilogy hay The Handmaiden. Ngay từ khi mới được khởi chiếu, bộ phim Decision to Live nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình, đạt điểm 94% trên tổng 34 bài nhận xét theo thống kê của Rotten Tomatoes. Đa phần cho rằng phim không xuất sắc như một số tác phẩm kinh điển trước đó của đạo diễn Hàn Quốc, nhưng đủ chinh phục những khán giả khó tính. Đạo diễn Quentin Tarantino mới đây cho rằng các diễn viên của hãng phim Marvel chưa đủ tầm để được gọi là siêu sao Hollywood. Theo Variety, trong cuộc phỏng vấn mới, Quentin Tarantino được hỏi về phát biểu của minh tinh Jennifer Aniston rằng Hollywood không còn các ngôi sao phim ảnh đúng nghĩa. Đạo diễn 59 tuổi đồng tình cho rằng nguyên nhân đến từ việc Marvel đang thống trị làng điện ảnh. Nhà làm phim giải thích thêm là ông không ghét Marvel, nhưng cảm thấy Hollywood chỉ tập trung làm phim siêu anh hùng. Ông chia sẻ rằng ở độ tuổi của ông không còn hào hứng với những anh hùng Marvel nữa. Hồi đầu tháng, Quentin Tarantino khẳng định không bao giờ nhận lời làm đạo diễn cho các bộ phim của Marvel. Vị đạo diễn hiện đang trong tour quảng bá cho cuốn sách mới mang tên Cinema Speculation. Đạo diễn sinh năm 1963, là nhà làm phim và diễn viên người Mỹ. Tarantino được mệnh danh là quái kiệt của Hollywood bởi tài năng và phong cách làm phim đặc biệt. Phần 2 của loạt phim Avatar đình đám đã được ấn định lịch phát hành ở Trung Quốc. Phần tiếp theo có tên Avatar The Way of Water, từ Việt Dòng chảy của nước, sẽ ra rạp tại Trung Quốc cùng ngày phát hành với các vùng lãnh thổ khác, bao gồm cả Bắc Mỹ. Hãng 20th Century Studios xác nhận thông tin về lịch chiếu của bộ phim Avatar The Way of Water trên tài khoản Weibo chính thức, đồng thời chia sẻ đoạn giới thiệu cũng như poster mới của bom tấn. Như vậy, Avatar phần 2 là bộ phim Hollywood hiếm hoi xuất hiện ở tất cả cụm rạp thường và IMAX ở Trung Quốc trong năm nay, và cũng là tác phẩm đầu tiên của Disney được phát hành tại thị trường tiềm năng này trong vòng 3 năm qua. Avatar hiện là phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé toàn cầu. Trong số 2,74 tỷ đô la Mỹ tiền bán vé, khoảng 202 triệu đô la đến từ quốc gia tỷ dân trong lần khởi chiếu đầu tiên và phát hành lại vào năm 2021. Theo Variety, việc đưa Avatar 2 vào lịch phát hành của Trung Quốc sẽ là cứu tinh của các chủ rạp vì đang thiếu hụt phim quốc tế. Trước đó, hệ thống rạp chiếu Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề vì phải đóng cửa giữa các làn sóng dịch COVID-19.